Ngày 3 tháng 4, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc khóa 26, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 19 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác. Trong quý 1 năm 2024, Ban Thường vụ huyện ủy đã lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy đảng chính quyền, các ban ngành đoàn thể, các địa phương để mạnh thực hiện nghị quyết số 19 ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Ban chấp hành Đảng Bộ huyện về phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Nhờ đó, một số chỉ tiêu của huyện đạt khá như thu ngân sách nhà nước ước đạt 166 tỷ đồng, tăng 31,8% so với cùng kỳ. Đã và đang triển khai thực hiện 10 dự án, huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 647 tỷ đồng, Văn hóa giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh được đảm bảo. Trong quý 2 năm 2024, ban chấp hành Đảng bộ huyện tập trung thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng phong trào, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng gia đình cơ quan khu dân cư văn hóa, làm tốt công tác quản lý và phát huy giá trị các điểm du lịch, các di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển du lịch. Chuẩn bị đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27 và đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030. Nhân dịp này, Ban chấp hành Đảng bộ huyện cũng đã tặng giấy khen và phần thưởng cho 5 tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 6 đảng viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023.